Shop Việt radio. xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video Shop Việt radio Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ Xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ Sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành Cũng như một shop bằng cách đăng ký kênh Và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất số bên lạnh gửi tới quý vị và các bạn Và video ngày hôm nay Vietteladio Hãy giới thiệu tới quý vị và các bạn Một sản phẩm rất hợp lý Vào ngày thứ tư Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của tháng 2 nhuận Của năm 2023 à, Và ngày hôm nay Ngày cuối cùng của tháng âm lịch à, Tháng 2 à, Năm quý mão Em xin gửi tới quý vị và các bạn Một sản phẩm vô cùng hợp lý đi đi Acupay Acupay E305 Đây là model rất là quen thuộc Với quý vị và các bạn Nếu chơi và trải nghiệm Các thiết bị âm thanh đến từ Nhật Bản Và model này Thì là sản phẩm khách hàng nâng cấp Tại Viettel Audio Hình thức thì Nó tương đối là đẹp. Tuy nhiên nó có một uh, hai vết rất là nhỏ. À uh, li ti không đáng kể và hình thức thì nó đã xuống theo thời gian. Tuy nhiên máy móc vẫn hoạt động hoàn hảo và ruột gan vẫn cực kỳ nguyên bản và em vẫn hỗ trợ bảo hành cũng như là đảm bảo bao zin cho quý vị và các bạn chơi và trải nghiệm. Chưa em đi Acufay E305 thì hiện tại đang có mức giá cho hàng bãi đẹp về tại về chợ cũng như trên thị trường nói chung tầm giá khoảng 44 đến 45 triệu đồng. Thì chiếc Omni này một sản phẩm hàng dùng lướt và hình thức cũng tương đối đẹp. Có thể gọi là hoa khôi thì em sẽ xin phép giao lưu cùng quý vị và các bạn mức giá vô cùng hợp lý ngày hôm nay chỉ 35 triệu đồng cho chiếc đi Acufay E305 một mức giá cực tốt để quý vị và các bạn sở hữu một chiếc âm đi như Acuvay E305 thì rất xứng đáng để đầu tư và chiếc âm đi này thì công suất rất là tốt lên tới 135W cộng 135W trên một kênh 8 ôm và chơi được nhiều dòng loa vì vậy quý vị và các bạn có thể dễ dàng phối ghép cũng như chiếc âm đi này khi quý vị và bạn sử dụng nó sẽ có hai đèn VU cực lớn ở chính giữa cũng như là những chế độ nghe những chế độ input ngoài những đường giờ xe chúng ta còn được hỗ trợ hai đường quá lăng rất tiện lợi cho quý vị và bạn chơi và trải nghiệm và chiếc mini này đang có sẵn hàng tại Viettel Audio em xin nhắc lại với mức giá chỉ 35 triệu đồng và một chiếc mini đang còn hoạt động hoàn hảo và hình thức cũng rất là đẹp rất là xứng đáng để đầu tư và mọi nhu cầu mua sắm tư vấn với khách miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio xin mời quý vị và các bạn có thể liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển hoặc trực tiếp có số với em trải nghiệm em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo xin chân thành cảm ơn